Tại cửa khẩu Tân Thanh, hôm qua, 110 container hàng hóa đã được thông quan, trong đó 83 xe chở nông sản, chủ yếu là dưa hấu, thanh long, chuối và xoài. Các lực lượng chức năng tích cực phân luồng và tăng cường quản lý các bến bãi để vừa đẩy nhanh tốc độ thông quan, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi đã chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch phân luồng giao thông từ xa để từ khu bãi trung chuyển chuyển vào đến trong khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những cái mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Để tránh ùn ứ ở nơi cửa khẩu, hàng ngày lực lượng chức năng đều cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu. Nhờ đó, các doanh nghiệp, chủ hàng và lái xe cập nhật được tiến độ thông quan và lên kế hoạch điều chỉnh phương án đưa hàng lên biên giới. Khuyến cáo đối với các chủ hàng và các doanh nghiệp là lưu ý cập nhật thường xuyên đầy đủ các thông tin về cái phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn để làm sao để điều phối cũng như là đưa hàng hóa lên khu vực cửa khẩu để đảm bảo cái việc là tránh cái việc ùn ứ ùn tắc theo cái thông tin mà thực tế xuất khẩu tại địa bàn. Để đảm bảo duy trì hoạt động xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu khác trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn cũng đang tập trung vào việc thực hiện vùng xanh, luồng xanh xuất nhập khẩu an toàn.